xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 4 tháng 5 2023. Bây giờ là 8:10. Nhiệt độ bên ngoài là 31 độ C. Nếu mà đổi ra độ F chắc tầm khoảng 88 độ F. Ba Michael đang có mặt ở đây là đường số 1 rồi bà con. Ở số 253 đường số 1. Sáng nay ba Michael lại tiếp tục chở bà con các bác đi dạo. Sài Gòn bây giờ thì vẫn chưa vô mùa mưa. Trời vẫn còn rất là nóng. Ở đây là con đường này là đường Vành Đai Trong đây. Thì bây giờ hình như là hết lễ hội rồi đây. Hình như vẫn còn. Thường mà để hình như hết rồi đó. Nhưng mà họ thường mà cái khu vực này là mà nó lớn, nó rộng lắm, cho nên khi mà tổ chức lễ hội á, họ cần phải ít nhất một tuần để họ chuẩn bị dựng mấy cái sạp này lên, rồi chuyển qua chuyển bông về. Rồi ở đây hội chợ này nó tổ chức lâu lắm, nó kéo dài ít nhất cũng phải là 2 tuần luôn đó bà con. 2 tuần tổ chức ở đây, rồi 1 tuần dọn dẹp nữa, cho nên thành ra thử ra là nguyên 1 tháng. Chúng ta sẽ thấy nó rất là lâu trên cái hội chợ này, thời gian chuẩn bị rồi thời gian dọn dẹp. Rồi vừa mới dọn này xong với ba mấy con, nói thật với bà con cô bác đó, khoảng 1 tuần sau là bắt đầu họ lại dựng lên mấy cái sạp này tiếp, và họ lại tiếp tục họ tổ chức hội chợ tiếp. Nhiều khi ba mấy con suy nghĩ sao họ không để luôn cho đỡ tốn tiền chi phí nhân công vận chuyển. Nhưng mà sau này cái ba mấy con suy nghĩ lại, nếu mà họ để luôn như thế này nè bà con, tại vì 1 tuần sau nữa họ làm tiếp. Còn nếu mà họ để luôn vậy, thứ nhất nó sẽ có một cái những cái điều nó không hay đó. Là thứ nhất đây là con đường này, con đường người ta đi, mình chỉ tận dụng mình làm để hội chợ thôi. Mà dù rằng khi mà dọn xong rồi cái trả lại cỡ khoảng 1 tuần à, chống trải đường 1 tuần à, mà để cái sạp luôn thì thật ra nó cũng chả có mất mát gì đó, tại vì lượng xe đây nó ít lắm bà con, nó cũng chả ảnh hưởng gì nhiều với cái vấn đề lưu thông. Nhưng mà nó nằm ở cái chỗ này nè bà con, đó là tạo công ăn việc làm cho bà con. Bà con có bác thấy nha, nếu mà mình để im luôn cái chỗ đó ăn cái, thứ nhất mấy cái sạp, mấy cái khung sạp đó đâu cần dựng lên làm gì, mà không cần dựng lên thì có nghĩa là những người nhân công tâm thất nghiệp. Bà con có hiểu điều đó không? Có nghĩa là họ đem tới họ dựng rồi họ dọn đi, đó là tạo ra cái công ăn việc làm cho họ. Bên tay trái đây nè bà con, hồi xưa đây là lò tiêu An Dưỡng Địa nè. Chúng ta đang ở đây là vùng đất Phú Lâm. Có mấy Phật tử hôm nay bắt đầu tới đây tụng kinh. Rồi thêm một cái điều nữa là nói chung là về vấn đề là tạo công ăn việc làm là một. Thứ hai nữa là về an ninh trật tự, có nghĩa là mình phải trả lại đường phố cho người dân người ta đi. Dù rằng những việc đó nó không ảnh hưởng nhiều đến người dân, người ta cũng có đường để người ta đi hết chứ. Nhưng mà vì nguyên tắc mình phải trả lại lượng đường, và sau đó muốn thì mình xin thêm. Rồi ở đây là chùa này, chùa Huệ Nghiêm rồi bà con. Cái cổng chính của chùa Huệ Nghiêm ở đây. Hình như hôm nay là ngày rằm rồi bà con. Hôm nay là ngày rằm. Sáng nay ba mẹ cô cũng chưa ăn sáng, tại vì nhà vợ ba mẹ cô nấu đồ ăn chay. Bà con bác thấy thay đổi rồi phải không? Thay đổi nhiều lắm đó nha, trong giỡn đâu. Chùa này xây lại hết, có tháp cổ đồng trong đây nữa nè. Ngoài đây là cái sân có 18 tượng La Hán. Bà con cô bác có muốn biết cái nội diện ở trong cái phần chùa Huệ Nghiêm không bà con? Đặc biệt là ngôi chùa này là chỉ có 1 năm vào ngày mùng 1 là cái nội viện là được mở cửa cho người dân vào tham quan nha bà con. Ở bên trong có mấy thầy có tổ chức những cái tiểu cảnh cũng đẹp lắm.
Rồi con đường này hồi xưa có nè, để dẫn đi vô chùa. Xe miền Tây. Nơi đây hồi xưa là người ta còn gọi đó là xa cảng miền Tây. Xa cảng miền Tây này bây giờ người ta xây thêm cho nên nhìn cũng lạ lắm so với trước năm 1975. Ta đi về quê ta chạy xe lên đây cái ta gửi mấy ngày sau về cái ta ra đây ta lấy ta chạy xe về. À, đây là phòng bán vé. Bây giờ người ta chơi vé điện tử không? À, từ từ bắt đầu chơi toàn mấy cái bản điện tử mà bà con, cho nên là vé tăng vé giảm. Nhiều khi những người không có đi thường xuyên như ba Michael là không có biết vé nó tăng hay nó giảm nha bà con. Hồi xưa cái vé nó dán thẳng lên luôn, cho nên khi mà mỗi lần thay đổi vé là nó lấy cái mặt tờ giấy trắng nó dán đè lên giá cũ. À, còn bây giờ là coi như là chơi bằng điện tử đó mà nhập số thôi, thành thử ra nhiều người ta đi thường xuyên thì người ta biết. Còn như ba Michael đi ngang qua là thôi nói giá nhiều đi nhiều thôi chứ biết đâu. Đường Kinh Dương Vương rồi không? Trước năm 75 con đường Kinh Dương Vương này nó mang tên là con đường quốc lộ số 4. À, bắt đầu từ ngay chỗ Mũi Tàu Phú Lâm này đây, đây là đường quốc lộ số 4. Bên kia là con đường Hậu Giang nè, con đường bên đây là đường An Dương Vương nè. Hồi xưa con đường này mang tên là Rạch Cát đi Bà Điểm. À, đường thẳng là đường Hậu Giang, giờ ba mươi cầu theo quẹo trái qua đây. Con đường này thì nó vẫn mang tên là đường Kinh Dương Vương, nhưng mà xin thưa bà con cô bác, trước năm 1975 á thì con đường này nó mang tên là con đường Lục Tỉnh. À, con đường này là đường Lục Tỉnh đó bà con. Rồi sau năm 75 á thì con đường này nó được đổi tên lại là đường Hùng Vương. Bên tay trái ba mươi cầu đây có một cái công viên, người ta gọi là công viên Phú Lâm. Công viên Phú Lâm này hiện tại bên trong này có một cái tượng, đó là tượng, một cái tượng đài đó là ông Trần Nguyên Hãn đó bà con. Tượng đài Trần Nguyên Hãn được dời về đây, là cái tượng đài nằm trước cửa chợ Bến Thành đó bà con. Ông này là thánh tổ của truyền tin. Trường cao đẳng giao thông vận tải Dương Vương 6. Trường này trước năm 75 đó là trường kỹ thuật Dương Trọng Minh. À,
bên tay phải này là hãng khô cá mặn nè, bây giờ nó là công ty Lixin. Kế bên hãng khô cá mặn đó là hồ tắm Phú Lâm. Rồi đối diện qua đây nè, đó là căn cứ Phú Lâm à, hay còn gọi là đài cấp tiến Phú Lâm đó. Giờ đây nè, hồi xưa là có chùa hai con rồng vàng lớn lắm nha, đi tới đây là thấy hai con rồng đuổi trà bá lửa luôn à, có Quan Âm Phật Đài nữa, mà giờ cái chùa, diện tích của chùa giờ nhỏ xíu à, bị thu hồi lại rồi, thu hẹp lại chứ. Rồi bên tay trái đó nhìn đây là có cái tháp hòa đồng tôn giáo nè của ông Đạo Dừa à, ngôi chùa này là do chùa của ông đệ tử ông Đạo Dừa á xây dựng lên. Đạo Dừa này ổng còn chơi nổi một chuyện rồi bà con, đó là vào lúc mà đề kỳ mà bầu cử tổng thống đó bà con à, nghe ta truyền lại đó là có ổng đem mấy cái bà điều tiền luôn để ông lên Sài Gòn này để ổng tranh cử với chức tổng thống, rồi ổng xây dựng ra một cái cầu đó, cầu tên gì ba mươi còn không nhớ, nhưng mà cái cầu đó là coi như là đi từ miền Bắc ra miền Nam đó bà con. Ông nói rằng là nếu mà cho ông lên tổng thống là ông sẽ làm cho cái công việc đầu tiên ông làm là ông thống nhất hai miền Nam Bắc. À, đây là ngã tư Phú Lâm, ngã tư chợ Phú Lâm, bên phải là đường Thiệu Kỵ, bên đây là trường Mạc Đình Chi, à, bây giờ thì là đường Nguyễn Văn Luôn, trường Mạc Đình Chi vẫn giữ nguyên cái tên nè. Được mệnh danh đó là cây cầu túi ở Sài Gòn, mà hồi đó thôi nha chứ bây giờ thì hết túi rồi. Ở bên tay phải ba mươi cầu đây là hồi trước năm 75 cũng có một cái doanh trại, một cái bốt lính ở đây, sau lưng của doanh trại này đó là cái khu gia binh.
người ta gọi đó là Bùng Binh Cây Gõ nè bà con. Hồi xưa ngay Bùng Binh Cây Gõ này có một cái tượng đài, đó là tượng đài Lê Lợi, thánh tổ của Địa Phương Quân và Nghĩa Quân. Ở đây có chùa Quê Lâm nè, có đình Phú Lâm nè, công trường ở đây hồi xưa ta còn gọi đó là công trường Duy Linh. Bên trái bên phải ba mươi cầu đây là trường Nguyễn Đức Cảnh nè. Trường Nguyễn Đức Cảnh này hồi xưa trước năm 75 nó là trường Minh Phụng. Hôm nay là ngày rằm với bà con 15, thành thử ra ai cũng bán hủ tiếu chay hết. Cà ri gà, mã thấu viên nè, bán từ 10 rưỡi đến 9 giờ tối luôn, 7 giờ tối. Ở đây có một khu vực này hồi xưa là cái năm 1968 là cái khu vực này là khu khởi phát trong cuộc phẩm tấn công Ngũ Thân đó bà con, là ngay tại khu vực này. Nhìn qua bên đây có một cái bốt cảnh sát nè. Hồi đó ngay góc này hàng hải quy này là bà con có một cái bốt cảnh sát. Thank you.
là đường Nguyễn Thị Nhỏ nè, hồi xưa là đường Dương Công Trừng. Lãi suất ngân hàng bây giờ là 8.05 của ngân hàng là CB. Trà Phúc Long 1968. Phúc Long này là hồi đó là khởi phát ở ngoài Hà Nội đó bà con. Ở ngoài Hà Nội người ta chuộng Phúc Long này lắm. Đây là trường Phú Thọ nè. Bên đây là nhà hàng Tân Lạc Viên nè. Bây giờ nó vẫn nhà hàng và cà phê. Đường Tạo Quyên này hồi xưa là đường Tôn Thọ Tường. Đường này hồi xưa là đường Tôn Thọ Tường, nổi tiếng là dịch quay nè bà con. Hồi xưa ở Sài Gòn mà nói về dịch quay là không ai qua nổi cái khu Tôn Thọ Tường này nha bà con. Bên kia là tiệm Bích Phát, là hồi xưa cái nơi khởi nghiệp của ông Cao Xu Lực đó. Ô mô Phật, ôi chết cha, có em bé nữa. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.